xuất hiện đối thủ nặng ký của chú Cường, chàng trai luôn ở bên cạnh hỗ trợ cô bé Hà Giang. Nhìn thái độ khi tương tác là thật đấy. Mới đây, Phùng Phính tên thật mua thị Dua, một cô bé bán vòng hoa tại dốc Thẩm Mã, Hà Giang đã bất ngờ tung bộ ảnh mới lên trang cá nhân. Đáng nói, trong đó có sự xuất hiện của một nhân vật lạ. Anh chàng này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân tình nhờ vẻ ngoài trẻ trung, điển trai của mình. Giới thiệu trong clip của Phùng Phính, anh chàng cho biết mình là nhân viên cùng chỗ làm với cô, tên là Huy Hòa. Ban đầu khi gặp anh chàng, Phùng Phính còn rất ngại ngùng, không dám bắt chuyện. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc, cả hai dần thân thiết hơn. Anh chàng này cũng đối xử rất tốt với Phùng Phính, không chỉ tặng quà mà còn thường xuyên đùa giỡn, tương tác cùng nhau mỗi khi quay video, livestream. Mới đây, cả hai cũng đã chụp chung một bộ ảnh và đăng tải lên mạng xã hội. Huy Hòa đã lập tức thu hút sự chú ý từ người xem. Lần nào chụp hình chung với Phùng Phính, Huy Hòa cũng cầm trên tay chiếc máy ảnh hoặc cây đàn guitar, từ đó càng làm tăng lên vẻ đẹp chuẩn hot boy, làm hội chị em tan chảy. Khi livestream, chàng trai trẻ này cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Đáp lại điều đó, anh chàng hào hứng đùa, thế này tối lại mất ngủ thôi. Anh cũng thừa nhận bản thân đẹp như người mẫu. Phản ứng đáng yêu đó khiến dân tình rất thích thú. Thậm chí nhiều người còn lập hẳn hội nhóm yêu thích anh chàng trên TikTok.